Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh Phong thủy Tuệ Khanh. Trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về ngày tốt là và giờ tốt, đúng không? Để chúng ta tiến hành công việc ăn hỏi hay dạm ngõ trong cái tháng 3 âm lịch năm 2022 nhâm dần. Đó, thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thì trong những video trước tôi đã sử dụng tài liệu là ngày tốt tuần thư để tìm cho quý vị và các bạn về những cái ngày tốt để cưới hỏi, đúng không? Ngày tốt cưới hỏi trong cái tháng 3 âm lịch năm 2022 nhâm dần. Thì sau đó trong ngày hôm nay tôi sẽ sử dụng cái tài liệu là ngày tốt tuần thư để tìm cho quý vị và các bạn những cái giờ tốt, đúng không? Chọn giờ tốt để chúng ta tiến hành công việc cho nó được hanh thông thuận lợi đầy đủ. Thì tôi điểm lại qua những ngày tốt trong cái tháng 3 âm lịch để chúng ta tiến hành công việc là ăn hỏi dạm ngõ. Thì ngày tốt đầu tiên đó là ngày mùng 2 là ngày Ất Dậu, nó có ngũ hành thuộc thủy. Ngày tốt thứ hai là ngày 17 là ngày Canh Tý, nó có ngũ hành thuộc thổ. Ngày tốt thứ ba là ngày gì? Ngày Nhâm Dần là ngày 19, nó không có hành thuộc kim. Thì đây là ba ngày tốt trong cái tháng 3 âm lịch, đúng không? Thì trong tháng này này, đây là ngày mùng 2 tháng 3 thì nó tương ứng với ngày mùng 2 tháng 4 lịch của tháng 3 mới tháng 3 âm lịch và tháng 4 dương lịch thì cái ngày nó trùng nhau nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái tài liệu ngày tốt toàn thư để tìm ra những cái giờ tốt. Tìm dạng giờ tốt để chúng ta tiến hành công việc là ăn hỏi cho được cái gì hành thông thuận lợi. Đấy, thì bây giờ chúng ta bắt đầu vào ngày đầu tiên. Ngày đầu tiên đó là ngày gì? Ngày Ất Dậu. Ngày Ất Dậu thì nó khởi là khởi giờ Bính Tý, đúng không? Khởi giờ Bính Tý. Giờ Bính Tý nó có thiên ất, có tư mệnh thì nó là giờ tốt. Thứ hai là gì? Giờ Đinh Sửu nó có phúc tinh nhưng lại bị có câu trần thì nó là giờ trung bình cát. Chúng ta chú ý ngày Ất Dậu này, ngày Ất Dậu để xung với lại Kỷ Mão và Đinh Mão nhá. Thì hai cái tuổi Kỷ Mão và Đinh Mão thì chúng ta không dùng ngày này. Tiếp theo là giờ Dần. Giờ Dần ấy thì nó có Thanh Long, nó là giờ tốt. Giờ Mão thì nó có Minh Đường, như là có nhiệt phá, nó là giờ trung bình. Giờ Thìn thì nó có nhiệt hợp, như là có thiên hình thì nó cũng là giờ trung bình. Giờ Tỵ thì nó có bất ngộ, có trung tước, nó là giờ xấu ta không dùng. Giờ Ngọ nó có Kim Quỹ, như là có triệt không, nó chỉ là giờ trung bình cát thôi. Giờ Mùi nó có Bảo Quang, nên là có triệt không, nó cũng là giờ trung bình. Giờ Thân nó có thiên quan nhưng lại có bạch hổ, cũng là giờ trung bình. Giờ Dậu thì nó có nhiệt kiến nhưng lại có thiên hình, nó cũng là giờ trung bình cát. Giờ Tuất thì nó có hỷ thần nhưng lại có thiên lao thì nó là giờ cũng là giờ trung bình cát. Cuối cùng là giờ Hợi nó có phúc tinh nhưng lại có huyền vũ thì cũng là giờ trung bình. Đó. Bây giờ trong những cái giờ này ấy, thì chúng ta sẽ tìm ra những giờ tốt nhất trong ngày, đúng không? Giờ tốt nhất để chúng ta tiến hành công việc là gì? Ăn hỏi dạm ngõ. Đấy. Chúng ta có Ất Dậu, đúng không ạ? Ất thì lấy lọc tại Mão, vị trí giờ Mão sẽ là giờ tốt đầu tiên. Chúng ta có Ất Kỷ thử Hầu Đương, lấy Tý và Thân làm quý nhân. Như vậy là chúng ta thêm 2 giờ nữa là giờ Tý và giờ Thân là 2 giờ tốt tiếp theo. Dậu và Thìn thì là gì? Nhị hợp. Đấy. Như vậy giờ Thìn sẽ là giờ tốt thứ tư. Đấy. Tỵ Dậu Sửu. Sửu này. Tỵ thì xấu tao dùng này. Đấy. Là tam hợp. Như vậy là gì? Trong cái ngày mùng 2 ngày Ất Dậu chúng ta có khung giờ tốt sau. Giờ tốt đầu tiên là giờ Tý. Đấy. Là từ 23 giờ đến 1 giờ. Giờ tốt thứ hai nó là giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ. Giờ tốt thứ ba nó là giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ. Giờ tốt thứ tư nó là giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ. Giờ tốt thứ năm thì nó là giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ. Và giờ tốt thứ sáu thì nó là giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ. Đó, đó là 6 cái khung giờ tốt trong cái ngày Ất Dậu, tức là ngày mùng 2. Ngày mùng 2 tháng 3, đó là ngày mùng 2 tháng 4 dương lịch. Đó. Chúng ta xét đến ngày thứ hai. Đó là ngày 17. Ngày 17 là ngày Canh Tý. Ngày Canh Tý thì nó khởi là giờ Bính Tý. Giờ Bính Tý thì nó có nhật kiến, đấy, có nhật kiến, có bất ngộ, nó là giờ trung bình cát. Bính Tý này, nhật kiến bất ngộ là giờ trung bình cát. Thứ hai là giờ Đinh Sửu. Nó có thiên ất, có nhật hợp, nó là giờ tốt. Giờ thứ ba là giờ Mậu Dần, nó có nhật mã như có bạch hổ, nó là giờ trung bình. Giờ tốt thứ tư nó là giờ Mão, nó có ngọc đường, nó có nhật hình, nó là giờ trung bình cát. Giờ Canh Thìn, giờ Thìn này nó có thiên lao, lại có tuần không thì nó cũng là giờ xấu này. Giờ Tỵ thì nó cũng có gì tuần không và có nguyên vũ thì nó là giờ xấu tao dùng. Giờ Ngọ nó có thiên ất, lại có triệt không thì là giờ trung bình cát. Tương tự giờ Mùi cũng vậy, có thiên ất triệt không, nó là giờ trung bình. Giờ Thân thì nó có thanh long và có nhật lộc thì nó là giờ tốt. Giờ Dậu thì nó có minh đường, nó là giờ tốt. Giờ Tuất
thì nó có hỷ thần, nhưng có bất ngộ, nó là giờ trung bình. Cuối cùng là giờ hợi. Giờ hợi thì có chu tước thì nó là giờ xấu tao dùng. Bây giờ ta tìm ra những cái ngày, những cái giờ tốt nhất trong ngày canh tí. Chúng ta biết canh thì lấy lộc tại thân, vị trí giờ thân là giờ tốt đầu tiên. Giáp mộ canh như dương thì lấy xỉu và lấy mùi làm quý nhân. Như vậy xỉu và mùi là hai giờ tốt tiếp theo. Tí và xỉu thì là nhị hợp, đúng không? Thân tí thìn. Thân tí thìn là tam hợp, thân đấy thìn xấu tao dùng, thìn tị và hợi xấu tao dùng. Đó. Như vậy trong ngày 17 là ngày canh tí, chúng ta có các khung giờ tốt sau. Giờ tốt đầu tiên đó là giờ xỉu từ 1 giờ đến 3 giờ. Giờ tốt thứ hai đó là giờ mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Giờ tốt thứ ba đó là giờ thân từ 15 giờ đến 17 giờ. Và giờ tốt thứ tư nó là giờ dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Đó là 4 giờ cái giờ tốt trong ngày 17 tức là ngày canh tí. Thì quý vị hãy lựa chọn cho mình một khung giờ phù hợp để quý vị tiến hành công việc ăn hỏi nhé. Tiếp theo chúng ta xét ngày thứ ba. Ngày thứ ba là ngày 19 là ngày nhâm dần. Ngày 19 là ngày nhâm dần. Thì trong ngày nhâm dần thì có khung giờ nào tốt đúng không? Chúng ta biết ngày nhâm dần nó khởi là giờ canh tí. Giờ canh tí thì có thanh long, nó giờ đại cát. Thứ hai là giờ xỉu, nó có thiên quan, có minh đường, nó giờ tốt. Thứ ba là giờ dần nó có nhật kiến, nhưng lại có triệt không, nó là giờ trung bình. Giờ mão cũng vậy, có thiên ất, nhưng có triệt không, nó cũng là giờ trung bình. Giờ thìn nó có phúc tinh, nhưng nó lại có tuần không, nó là giờ trung bình khác. Giờ tị thì có thiên ất, nhưng có gì? Có nhật hình, nó là giờ trung bình. Giờ ngọ có hỷ thần, nhưng có bạch hổ, nó cũng là giờ trung bình. Giờ mùi thì nó có thiên quan, ngọc đường, nó là giờ cát. Giờ thân thì có nhật mã, thì có thiên lao, thì nó là giờ trung bình. Giờ dậu thì có huyền vũ, nó là giờ xấu. Giờ tuất cũng có tư mệnh, thì nó cũng là xấu, tao dùng. Cuối cùng là gì? Giờ hợi thì có nhật mã, và cũng như có câu trần, thì nó là giờ trung bình khác. Đó. Như vậy là gì? Trong cái ngày 19 nhâm dần đúng không? Ngày 19 nhâm dần, thì chúng ta có khung giờ nào tốt nhất? Chúng ta biết là nhâm thì lấy lộc tại hợi, vị trí giờ hợi là giờ tốt đầu tiên. Nhâm quý xà thú tàng lấy tỵ và mão làm quý nhân. Thứ hai là dần và hợi thì là nhị hợp. Dần ngọ tuất, tam hợp, như tuất xấu tam dùng rồi, để dậu và tuất xấu tam dùng nhé. Đấy. Như vậy là gì? Trong cái ngày 19 sẽ có khung giờ tốt sau. Đầu tiên là giờ tí từ 23 giờ đến 1 giờ. Thứ hai là giờ xỉu từ 1 giờ đến 3 giờ. Thứ ba là giờ mão từ 5 giờ đến 7 giờ sáng. Thứ tư nó là giờ tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ. Thứ năm là giờ ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ. Thứ sáu là giờ mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Thứ bảy là giờ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Đó. Như vậy là gì? Trong cái ngày 19 sẽ có 7 khung giờ tốt đúng không? Đó. Như vậy là tôi đã vừa sử dụng cái tài liệu là ngày tốt toàn thư. Ngày tốt toàn thư tôi chia sẻ cho quý vị và các bạn về những cái ngày tốt và giờ tốt trong tháng 3. Thì quý vị hãy cho dừng lại màn hình và chụp lại cái bảng này. Một là quý vị chép lại, hai là chụp lại để sử dụng công việc cưới hỏi cho được cái gì hay thông thuận lợi. Đó. Và quý vị cũng thể tham khảo thêm về cách chọn ngày tốt và giờ tốt trong quyển sách là ngày tốt toàn thư nhá, ngày tốt toàn thư để quý vị lựa chọn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.